Sau đây là phần cuối cùng của bản tin thế giới. Thưa quý vị, chứng khoán Phố Wall trong phiên mới nhất đã hồi phục lại sau một phiên mất điểm nhờ lực đẩy từ các hoạt động M&A. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28 tháng 4, chỉ số Dow Jones tăng hơn 0,5%, S&P 500 tăng hơn 0,3% và Nasdaq tăng 0,03%. Sau một phiên giảm điểm mạnh, chứng khoán Phố Wall đã hồi phục trở lại. S&P 500 kết phiên cao điểm hơn nhờ vào sức bật của cổ phiếu Apple và Pfizer, kéo lại thiệt hại từ đợt bán chốt lời của một số cổ phiếu công nghệ. Cổ phiếu Pfizer tăng hơn 4% sau khi hãng dược của Mỹ cho biết sẽ thúc đẩy thương vụ mua lại đối thủ AstraZeneca của Anh với giá 100 tỷ đô la Mỹ. Cũng nhờ hoạt động M&A mà Forest Laboratories tăng gần 0,4% và cổ phiếu của Forest Pharmaceutical tăng gần 30% sau khi hai tập đoàn này công bố thương vụ mới trị giá gần 1,5 tỷ đô la Mỹ. Còn cổ phiếu của Apple tăng gần 4%. Như vậy là trong một tuần trở lại đây, hãng này đã nâng được hơn 13% giá trị cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq ban đầu giảm hơn 1%, nhưng hồi phục dần vào giữa phiên và sau đó kết thúc ở mốc tăng điểm nhẹ. Nguyên nhân khiến cho Nasdaq suýt mất điểm là màn trượt dốc của cổ phiếu Amazon.com vì được báo cáo doanh thu gây thất vọng. Trong khi cổ phiếu Amazon.com giảm hơn 2%, thì Facebook cũng mất giá cổ phiếu gần 3%. Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 29 tháng 4, trong khi tình hình thanh khoản yếu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 29 tháng 4, chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm gần 1%, Shanghai của Thượng Hải tăng hơn 0,8%, Kospi giảm hơn 0,2% và AX200 giảm gần 0,9%. Chứng khoán Trung Quốc hồi phục nhờ vào đợt báo cáo doanh thu lạc quan của các doanh nghiệp, bù lại những thiệt hại sau một phiên giao dịch rớt xuống ngưỡng điểm thấp nhất trong tháng. Ngược lại, chứng khoán Hàn Quốc lại tiếp tục chìm ở mốc điểm cực thấp hai phiên liên tiếp, mặc dù trước đó có thông tin thặng dư tháng 3 của Hàn Quốc khá lạc quan. Trong khi đó, đồng won đã chạm đến đỉnh cao nhất trong 6 năm, bây giờ 1.030 won đổi 1 đô la Mỹ. Cổ phiếu của hãng công nghệ Samsung Electronics giảm 2% sau khi công bố lợi nhuận quý 1 bị sụt giảm. Cũng trong đà giảm điểm là chứng khoán Úc, chỉ số AX200 đã đứt đà tăng điểm của 6 phiên trước. Còn đồng đô la Úc thì giảm xuống mức tỷ giá thấp nhất trong 3 tuần qua. Thưa quý vị, tại phía bắc Nigeria có một thành phố nổi tiếng với làng nghề nhuộm gần 500 tuổi qua thời kỳ phồn vinh, nhưng người dân ở đó vẫn trung thành với nghề truyền thống của mình. Sắp tới, chính quyền có ý định quy hoạch lại các lò nhuộm để tìm cách mở rộng thị trường, hy vọng có thể hồi phục lại làng nghề từng một thời phồn vinh này. Bang Kano nằm ở phía bắc của Nigeria, trước đây từng rất phồn thịnh. Trong thời kỳ giàu có, thành phố này đã thu hút hàng ngàn thương gia và du khách từ khắp nơi trên thế giới. Nổi tiếng nhất tại đây là làng Kofamata, nơi gắn bó với nghề nhuộm vải hơn 500 năm nay. Hàng thế kỷ nay, lò nhuộm Kofamata luôn cho ra đời những khúc vải màu sắc, chất lượng và độc đáo, được ưa chuộng ở nhiều thị trường trên thế giới. Nhưng khi thị trường xuất hiện nhiều loại vải nhuộm từ những nước châu Phi khác, vải nhuộm thương hiệu Kofamata bắt đầu mất sức hút, việc kinh doanh thu hẹp dần. Không ít lò nhuộm tại đây bị hư hỏng hay đóng cửa do không đủ kinh phí hoạt động. Ban đầu ở Kofamata có hơn 120 lò nhuộm, nhưng giờ chỉ còn có vỏn vẹn 20 lò làm hàng cầm chân. Ông Adulali Ubat, 72 tuổi, ngay từ năm 7 tuổi ông đã bắt đầu làm việc ở lò nhuộm. Sau đó mở ra buôn bán cho đến bây giờ. Ông Ubat cho biết là nghề nhuộm đã bị bỏ quên trong một thời gian dài, khiến việc kinh doanh đã chậm nay càng yếu hơn. Do vậy bây giờ nếu muốn phục hồi trở lại phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Chúng tôi gặp rất nhiều vấn đề. Vấn đề lớn nhất là thiếu thị trường để giới thiệu sản phẩm. Tiểu thương đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền hỗ trợ đưa sản phẩm ra nước ngoài, nhưng có lẽ cần phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa. Hiện tại vẫn chưa thấy có tiến triển gì rõ rệt. Nếu mang hàng ra nước ngoài được thì chúng tôi sẽ thoát khỏi tình cảnh ế ẩm hiện nay. Những người gắn bó với làng nghề Kofamata như ông Uba đều có một mong muốn như vậy, tức là vực dậy nghề nhuộm từng một thời nổi danh tại đây. Được xây dựng từ thế kỷ 14, Kofamata có những lò nhuộm cổ nhất châu Phi, nhưng vẫn cho ra những thước vải độc đáo bằng những phương pháp riêng của mình. Thợ nhuộm 32 tuổi Yusuf Sani Saed cho biết, anh rất tự hào về cách thức nhuộm thủ công truyền thống của mình. Dù không cho ra những nước màu sặc sỡ như những sản phẩm nhuộm máy, nhưng màu vải bằng phương pháp cũ sẽ bền và khác biệt hơn. Theo ông Saed, nếu được phát triển đúng cách và đầu tư huy hoạch quy củ thì làng nghề nhuộm Kofamata sẽ tạo được công ăn việc làm cho rất nhiều thanh niên ở thành phố Kano. Hiện tại chúng tôi có ít nhất là 80 thanh niên làm việc trong làng. Ngoài làm nghề nhuộm thì họ còn tranh thủ thêm nên ai cũng có thu nhập ổn định.
Nếu được chính quyền hỗ trợ thì họ có thể mở ra nhiều hơn, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người khác. Thu nhập của một thợ nhuộm ở thành phố Kano, Nigeria là vào khoảng $5 mỗi ngày, nhưng vì không có nhiều hàng nên họ chỉ làm việc có 3 ngày một tuần. Thực tế vải nhuộm của Kofamata vẫn được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Ông Haruma Bappa, một thương lái buôn bán vải, cho biết là hàng lấy từ Kofamata vẫn bán được đều đều. Thường đi chợ chúng ta ít thấy mấy sản phẩm này vì nó là hàng độc của địa phương đó. Màu vải nhuộm ở đây không làm theo phương pháp nhuộm hàng loạt hiện đại mà làm bằng tay. Do vậy thì mỗi chiếc mỗi khác biệt. Ví dụ cái áo tôi đang mặc đây, về chỗ tôi ở thì chẳng thấy ai bán cả, do vậy tôi mới muốn đến Kofamata để mua hàng. Chính quyền thành phố Kano cũng bắt đầu cơ cấu lại làng nghề nhuộm nổi tiếng ở thành phố của mình. Ông Abubakar Nuhu, đại diện Ủy ban Thương mại, Công nghiệp và Hợp tác xã tại bang Kano cho biết, đang có kế hoạch tập trung những lò nhuộm lẻ tại Kofamata thành một hợp tác xã, sau đó mở đường để sản phẩm làng nghề đi tìm thị trường phù hợp. Chúng tôi cũng tìm cách để làng nghề nhuộm hoạt động ngày càng tốt hơn. Nếu được vậy thì chúng tôi sẽ thu hút thêm các du khách đến Kano nói chung và làng nghề nói riêng. Song từ kế hoạch đến thực tế bao giờ cũng là một quãng đường dài đầy khó khăn. Việc phát triển làng nghề song song với du lịch ở Kano vướng phải một thách thức lớn, đó chính là vấn đề an ninh. Vài tháng trước, Nigeria từng chấn động bởi một vụ tấn công của một nhóm cực đoan Hồi giáo Boko Haram khiến hàng trăm người thiệt mạng. Chỉ khi nào những sự việc như thế này chấm dứt thì làng nghề Kofamata nói riêng hay là Nigeria nói chung thì mới yên tâm cải thiện được kinh tế. Nam Phi đang chuẩn bị để tổ chức bầu cử vào ngày 7 tháng 5 sắp tới. Trước đó, vào ngày 27 tháng 4, quốc gia này sẽ kỷ niệm 20 năm ngày chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid chấm dứt. Song với nhiều người dân của quốc gia này, một xã hội tự do công bằng hơn giữa các sắc tộc không đồng nghĩa với một xã hội tự do về kinh tế. Không còn bao lâu nữa bầu cử sẽ diễn ra, nhưng những xung đột, bạo lực xảy ra tại cơ sở khai thác Platinum Marikana bắt đầu từ năm 2012 đến nay vẫn còn tiếp tục. Thậm chí đã có 34 thợ mỏ tử vong tại Rustenburg khi đình công biểu tình đòi tăng lương. Nam Phi và cả thế giới vẫn chưa thể quên hình ảnh lực lượng cảnh sát trang bị vũ trang đối mặt với công nhân, những người đang cố gắng để được đối đãi tốt hơn. Những hành vi này cũng cho thấy xã hội Nam Phi đang có sự bất bình đẳng rõ rệt, bất chấp nỗ lực của chính phủ để người dân có thể sống tốt hơn sau một thời gian dài bị chiếc vòng kim cô apartheid kìm hãm. Tổng thư ký của Công đoàn Kim khí Nam Phi, ông Irving Jim cho biết sẽ không ủng hộ đảng cầm quyền Đại hội Dân tộc Phi trong cuộc bầu cử tới. Bởi theo ông, dưới sự lãnh đạo của đảng này, quyền lợi kinh tế vẫn chỉ nằm trong tay nhóm thiểu số. Nền kinh tế này thuộc về những nhà đầu tư nước ngoài, những người da trắng đang rót vốn vào đây. Người da trắng vẫn đang sở hữu nền kinh tế của quốc gia này. Do vậy, chúng tôi muốn nền kinh tế này phải được can thiệp bằng quyền lực chính trị. Để có được quyền lực đó, người dân đã phải đấu tranh mới được sống trong một môi trường không phân biệt chủng tộc, dân chủ, dành cho mọi người Nam Phi, cả da màu lẫn da trắng. Và cần phải dùng quyền lực chính trị để giành lấy quyền lực về kinh tế. Đó là điều mà công đoàn chúng tôi đã và đang thực hiện. 20 năm qua, chế độ apartheid đã chấm dứt. Nam Phi đã sống trong một thời đại tự do như họ luôn tự hào. Nhưng theo ông Mikhaya Maseti, chuyên gia kinh tế chính trị, thì tự do về mặt chính trị chưa đủ để họ có được tự do kinh tế. Nam Phi thành công khi xóa bỏ được định kiến sắc tộc, nhưng vẫn còn mò mẫm tìm cách cải thiện kinh tế và thu hẹp khoảng cách bất công giàu nghèo. Rất ít người dân gốc Phi hay cụ thể là người da màu được lợi trực tiếp từ nền kinh tế. Sự thống trị về mặt kinh tế vẫn chỉ đang quy về một nhóm người nhất định. Tuy nhiên, trong chiến dịch tranh cử cho tháng 5, đảng cầm quyền vẫn liên tục khẳng định và đưa ra những luận điểm bào chữa cho các thiếu sót hiển nhiên của mình. Họ cho rằng Nam Phi sau thời kỳ apartheid là một câu chuyện có hậu khi kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, chính trị ổn định và xã hội thì ngày một tốt hơn. Song dưới con mắt của các nhà phân tích như là ông Maseti, tất cả chỉ như một lời biện hộ và trước mắt Nam Phi là một con đường dài đầy chông gai. Chúng ta thực sự còn phải đi một quãng đường dài mới khiến cho kinh tế Nam Phi khá lên được. Hãy nhìn ngành khai mỏ mà xem, nó chẳng khác gì so với 100 năm trước đây và thậm chí còn tệ hơn khi ngày càng bộc lộ những bất ổn của mình. Dĩ nhiên không thể chối cãi Nam Phi đã có rất nhiều người thu nhập vào mức trung lưu, nhưng phần lớn người dân vẫn đang ở đáy của tam giác thu nhập, họ là những người chẳng được mấy quyền lợi từ kinh tế. Nhiều người hy vọng sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5, bộ máy lãnh đạo mới sẽ làm cho mọi chuyện đổi khác đi một cách tích cực.
Về mặt xã hội, rõ ràng là đã có sự thay đổi. Tôi cảm thấy tự do hơn. Mọi người có thể đấu tranh cho những gì mình cho là đúng và tự mình quyết định tương lai của bản thân. Nếu chúng tôi vẫn còn nhiều người nghèo, họ phải vất vả lắm mới đủ ăn. Thực sự đau lòng khi nhìn người vô gia cư đầy đường, ngủ dọc các con phố, không có gì ăn. Bản thân mỗi người dân chỉ có thể giúp đỡ được phần nào. Còn nếu muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ nền kinh tế. Tôi tin rằng giáo dục là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Giáo dục tốt hơn giúp cho thanh niên có cơ hội tìm việc làm cao hơn. Đã thất nghiệp mà còn không được giáo dục tốt thì quả là tai họa. Hiện tỷ lệ thất nghiệp ở Nam Phi vào khoảng 1/4 dân số. Một phần là do bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế toàn cầu. Một phần là do sự bất ổn trong ngành khai khoáng và sản xuất xe hơi. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại bản tin FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và thân ái chào tạm biệt.